trí tự nhiên, phù hợp với cảm nhận và quan sát của trẻ em. Mô hình con chín lỗ sẽ là một cách thức tối ưu nhất để vừa chơi vừa rèn luyện sức khỏe, khả năng vận động, tư duy, trí thông minh và tính kiên nhẫn cho trẻ em. Hãy đưa các bé đến với Fun City vào những ngày bình thường từ 15 giờ đến 22 giờ và từ 9 giờ sáng đến 22 giờ thứ bảy và chủ nhật để các bé có cơ hội tham gia trò chơi vận động Run Mini với giá vé khuyến mãi 20.000 cho một quy trình chơi chín lỗ bóng. Chắc chắn các bé sẽ có những giờ phút thoải mái để vui chơi và rèn luyện sức khỏe, thể chất và tinh thần. Sân Run Mini Fun City, thế giới tuyệt vời của trẻ thơ.